Giao dịch chứng khoán như thế nào? Tác giả Jesse Livermore. Chương 3. Hãy theo đuổi nhóm cổ phiếu dẫn đầu. Thị trường chứng khoán luôn có sức cám dỗ. Sau một thời gian thành công, nhà đầu cơ trở nên mạo hiểm và tham lam quá mức. Khi đó, bạn cần tỉnh táo và có ý thức rõ ràng để giữ lấy thành quả của mình, không cần thiết đánh mất số tiền bạn kiếm được. Chúng ta luôn biết rằng giá di chuyển lên và xuống luôn luôn như thế lý thuyết của tôi là đằng sau xu hướng lớn là một sức mạnh không cưỡng lại được đó là tất cả những gì chúng ta biết chẳng có gì quá kỳ lạ đằng sau tất cả những lý do khiến giá biến động sự liều lĩnh nguy hiểm là điều bất hạnh mà bạn cần phải tránh hãy nhận biết xu hướng và tận dụng nó bằng cách đầu cơ nương theo xu hướng đừng cai lại nó và hơn thế nữa đừng chống lại nó hãy nhớ thật nguy hiểm khi bạn phân tán tâm trí cho tất cả mã cổ phiếu trên thị trường đừng quan tâm đến quá nhiều mã cổ phiếu một lúc chúng ta dễ dàng theo dõi vài mã cổ phiếu hơn là nhiều mã một lúc tôi đã mất rất nhiều tiền cho sai lầm này bởi vì một số cổ phiếu riêng biệt vẫn giữ con đường của nó đi ngoài xu hướng chung của thị trường nhóm khác cho thấy chúng sắp kết thúc đà tăng hoặc giảm giá và nhóm có xu hướng rõ ràng tôi nên chờ điệu tín hiệu xu hướng khi tôi vào lệnh mới. Nhưng thay vì làm thế, tôi lại háo hức hành động. Tất nhiên, tôi bỏ tiền vào những cổ phiếu nhóm 1 và nhóm 2. Nhưng tôi chia nhỏ vốn ra bằng cách bỏ vốn vào nhóm cổ phiếu có xu hướng rõ ràng. Nhớ lại thị trường bò, bull trong cuối thế kỷ 20, tôi nhận thấy rõ ràng là đỉnh cao của cổ phiếu ngày khai thác đồng sắp kết thúc. Một thời gian ngắn sau đó, cổ phiếu ngành chế tạo xe lửa lên đến cực điểm. Bởi vì tôi cho rằng thị trường tăng giá của hai nhóm cổ phiếu đó đã đến giới hạn, nên tôi đã đưa ra kết luận sai rằng tôi có thể bán hết các cổ phiếu đó đi. Và tôi ghét khi phải nói sự thật rằng tôi đã mất rất nhiều tiền về hành động theo tiền đề đó. Trong khi tôi kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ cổ phiếu đồng và xe máy, thì 6 tháng sau tôi mất còn nhiều hơn khi cố đoán đỉnh của nhóm cổ phiếu hàng thiết thực. Cuối cùng thì các cổ phiếu này và các nhóm khác cũng đạt đến cực đỉnh của nó. Lúc đó, Anacoda đang được bán thấp hơn 50 điểm so với đỉnh cao trước đó của nó và cổ phiếu xe máy cũng được bán ở tỷ lệ tương tự. Điều tôi muốn nhấn mạnh với bạn là bạn thấy rõ xu hướng di chuyển của một nhóm cổ phiếu riêng biệt và hành động đúng. Nhưng đừng áp dụng cách thức giống như thế đối với một nhóm cổ phiếu khác. Cho đến khi bạn nhận thấy rõ ràng chúng cũng ở trong tình huống thích hợp, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Trước khi bạn nhận được tín hiệu cho thấy nhóm cổ phiếu thứ hai cũng ở điều kiện tương tự như tín hiệu bạn đã nhận ở nhóm thứ nhất thì đừng phân tán tâm trí và vốn liếng cho tất cả các cổ phiếu trên thị trường. Bạn chỉ nên nghiên cứu xu hướng của các cổ phiếu đáng chú ý. Nếu bạn không thể kiếm tiền từ các cổ phiếu hàng đầu thì bạn khó mà kiếm tiền từ tất cả các cổ phiếu trên thị trường. Các cổ phiếu hàng đầu của thị trường chứng khoán có thể bị rớt hạng và cổ phiếu mới sẽ thay vào vị trí của chúng. Thời gian trước, cổ phiếu đường sắt, cổ phiếu mía đường và cổ phiếu thuốc lá đứng hàng đầu trong danh sách các cổ phiếu của thị trường chứng khoán. Sau đó là cổ phiếu ngành sắt thép tiến lên hàng đầu. Cổ phiếu ngành mía đường và thuốc lá bị đẩy xuống phía dưới. Tiếp theo là cổ phiếu ngành chế tạo xe máy được liệt vào hàng đầu. Ngày nay, chúng ta có 4 nhóm cổ phiếu chiếm vị trí nổi bật là sắt thép, xe máy, hàng không và thương mại. Chúng ảnh hưởng tới toàn bộ thị trường. Khi những cổ phiếu mới tiến lên vị trí dẫn đầu thì một số cổ phiếu trước đó bị rớt hạng. Thị trường chứng khoán luôn tồn tại những cuộc đổi ngôi như thế. Thật không an toàn khi mua bán quá nhiều cổ phiếu trong một lúc. Bạn sẽ bị rối tung đầu óc hãy thử phân tích và so sánh vài nhóm với nhau. Bạn sẽ dễ dàng nắm bắt xu hướng thật sự của chúng hơn là ôm đồm toàn bộ cổ phiếu trên thị trường. Nếu bạn phân tích chính xác tình hình của hai mã cổ phiếu trong bốn nhóm dẫn đầu thị trường, thì bạn sẽ có điểm tựa cho việc đầu cơ mua bán của mình. Đó là câu chuyện, hãy theo đuổi những cổ phiếu hàng đầu. Hãy giữ đầu óc linh hoạt. Nhớ rằng, những cổ phiếu hàng đầu hôm nay chưa hẳn là những cổ phiếu hàng đầu trong 2 năm tới. Hôm nay, tôi thu thập dữ liệu của 4 nhóm. Điều đó không có nghĩa là tôi mua bán hết tất cả mã cổ phiếu trong 4 nhóm đó cùng lúc, nhưng tôi có một sự liên tưởng trong đầu. Khi tôi bắt đầu hứng thú về việc tìm hiểu xu hướng giá, tôi quyết định kiểm tra khả năng xác định xu hướng giá trong tương lai của tôi có chính xác hay không. Tôi ghi chép lại các lệnh mua bán và quyền sổ tay luôn mang theo bên mình. Tôi không bao giờ quên lần mua bán thật đầu tiên của mình. Tôi mua cổ phiếu Chicago, Burlington và Quincy Railway và cổ phiếu của tôi đạt lợi nhuận 3,12 đô la. Từ sau lần đó, tôi trở thành một nhà đầu cơ. Tôi không tin rằng một nhà đầu cơ kiểu cũ, người có thể mua bán với số lượng lớn, có nhiều cơ hội để thành công. Khi tôi nói một nhà đầu cơ kiểu cũ, là tôi đang nghĩ rằng ngày nay, khi thị trường cổ phiếu lớn mạnh và thường biến đổi thì một số lượng mua bán 5.000, 10.000 cổ phiếu không ảnh hưởng to lớn đến giá cả. Trước đây, khi thị trường hoạt động đúng hướng, họ có thể thu lợi an toàn theo thời gian. Họ quyết định sai thì họ có thể dễ dàng thoát khỏi thị trường với tổn thất không nghiêm trọng. Nhưng ngày nay, nếu họ không giữ được vị trí số 1 của mình thì họ sẽ phải chịu tổn thất nặng nề vì sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường trái lại những nhà đầu cơ ngày nay quan điểm của tôi là những người có sự kiên nhẫn và biết chờ đợi thời cơ để thành công sẽ có cơ hội tốt để kiếm lợi nhuận khả quan bởi vì thị trường ngày nay không dễ chi phối và tạo ra các biến động giả tạo trong điều kiện thị trường ngày nay không nhiều đầu cơ thông minh nào cho phép lợi dụng số lượng mua bán để chi phối thị trường theo kiểu cũ dích của mấy năm trước họ sẽ tập trung nghiên cứu một nhóm cổ phiếu và những mã cổ phiếu dẫn đầu trong nhóm đó. Họ sẽ học cách quan sát trước khi đặt lệnh. Thị trường trong kỷ nguyên mới mang đến sự công bằng và an toàn cho nhà đầu cơ, đầu tư, biết suy nghĩ, tìm tòi và có kiến thức. Chương 4. Hãy giữ tiền trong tay Hãy nắm chặt tiền trong tay, đừng ủy thác cho ai cả. Dù nó có là một triệu hay một ngàn đô cũng vậy, đó là tiền của bạn bạn phải cố giữ lấy nó. Đầu cơ sai lầm là một trong những con đường tất yếu khiến bạn mất tiền. Tôi không tán thành hành động bình quân khoản thua lỗ. Hầu hết các nhà đầu cơ thường làm như thế. Giả sử họ mua 100 cổ phiếu ở mức giá 50. 3 ngày sau, cổ phiếu rớt còn 47. Họ sẽ mua thêm 100 cổ phiếu nữa để bình quân giá cho tổng số cổ phiếu đang nắm giữ thành mức giá 48,5. Chúng ta đã mua 100 cổ phiếu với mức giá 50 và mất đi 3 đô la trên một cổ phiếu. Thế thì tại sao chúng ta lại mua thêm 100 cổ phiếu nữa và lo lắng tăng đến gấp đôi khi cổ phiếu rớt xuống mức 44 đô la? Ở mức đó, chúng ta lỗ 600 đô cho 100 cổ phiếu đầu tiên và 300 đô cho 100 cổ phiếu thứ hai. Nếu nhà đầu cơ không sáng suốt, chọn cách bình quân giá thì ông ta có thể sẽ mua thêm 200 cổ phiếu ở mức 44, 400 cổ phiếu ở mức 41 800 cổ phiếu ở mức 38, 1.600 cổ phiếu ở mức 35, 3.200 cổ phiếu ở mức giá 32, 6.400 cổ phiếu ở mức giá 29 và cứ thế. Bao nhiêu nhà đầu cơ có thể chịu được áp lực đó? Tuyệt đối không nên bình quân giá kiểu đó. Đương nhiên, sự dịch chuyển giá như thế không xảy ra thường xuyên. Tôi xin các bạn đừng thực hiện kiểu bình quân giá khi cổ phiếu đang trong xu hướng rất giá. Khi tỷ lệ ký quỹ giảm xuống, bạn sẽ bị thanh lý tài khoản. Bạn đang đi ngược lại xu hướng của thị trường. Thế thì tại sao bạn lại đặt tiền của mình vào tình huống tồi tệ như thế? Hãy để dành tiền cho một cơ hội tốt trong một ngày khác. Chẳng có gì hấp dẫn trong một vụ mua bán thua lỗ rõ ràng ngay trước mắt. Một nhà kinh doanh thành công thích mở rộng đối tượng khách hàng, chứ họ không thích bán toàn bộ sản phẩm cho một khách hàng, bởi vì khi có nhiều khách hàng thì rủi ro sẽ được phân tán. Chính vì thế, một nhà đầu cơ chỉ mạo hiểm một phần tài sản nhỏ của mình cho một chuyến đầu cơ mạo hiểm. Tiền mặt đối với nhà đầu cơ cũng như hàng hóa trên kệ của nhà buôn. Một sai lầm lớn của hầu hết các nhà đầu cơ là muốn làm giàu nhanh chóng. Thay vì mục tiêu kiếm được 500% lợi nhuận trong 2 hoặc 3 năm, họ cố kiếm trong 2 hoặc 3 tháng. Họ có thể thành công trong hiện tại, nhưng những nhà đầu tư táo bạo có giữ được số lợi nhuận đó không? Họ sẽ không làm được. Tại sao? Bởi vì đó là tiền kiếm được quá dễ dàng và nó cũng sẽ ra đi nhanh chóng. Khi kiếm được tiền dễ dàng như thế, nhà đầu cơ sẽ mất đi sự sáng suốt. Họ sẽ nghĩ rằng mình có thể kiếm được 500% lợi nhuận trong 2 tháng. Vậy hai tháng kế tiếp mình kiếm được cả gia tài. Họ sẽ không bao giờ thấy hài lòng, họ sẽ tiếp tục lao vào cuộc chơi cho đến lúc những biến cố đột ngột xảy đến, tài khoản ký quỹ dần dần cạn đi, nhà môi giới bắt đầu nhắc nhở vì kẻ đầu cơ kiểu cờ bạc như thế sẽ vẫn nuôi một hy vọng rằng van này nhà môi giới cho thêm một chút thời gian, hoặc nếu anh ta chưa đến nỗi quá bất hạnh thì anh ta có thể bắt đầu lại với một số vốn khiêm tốn. Khi một nhà kinh doanh mở cửa hàng, anh ta sẽ không mong kiếm được 25% lợi nhuận trong năm đầu tiên. Nhưng đối với nhà đầu cơ thì 25% không là gì cả. Họ mong đợi kiếm được 100% lợi nhuận. Nhưng điều đó là sai lầm. Họ quên rằng đầu cơ cũng là một nghề kinh doanh và phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của nghề. Có một điểm nhỏ mà các bạn nên nhớ. Sau mỗi lệnh mua bán thành công, hãy rút ra một phần hai lợi nhuận vừa gửi nó vào két bảo hiểm trong ngân hàng. Tiền mà bạn kiếm được từ Wall Street chỉ thực sự là tiền của bạn khi bạn rút nó ra khỏi tài khoản môi giới sau lệnh mua bán thành công. Tôi còn nhớ một ngày ở Palm Beach, tôi rời khỏi New York sau khi đặt một lệnh bán lớn. Một vài ngày sau, khi tôi tới Palm Beach, thị trường cổ phiếu sụp đổ. Đó là cơ hội để tôi chuyển lợi nhuận trên giấy tờ thành tiền mặt và tôi đã làm điều đó. Sau khi thị trường đóng cửa, tôi gửi một tin nhắn cho tổng đài bảo văn phòng môi giới ở New York lập tức chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của tôi 1 triệu đô la. Nhân viên tổng đài từ chối. Tôi hỏi tại sao? Anh ta trả lời rằng, trong 20 năm làm việc, đây là lần đầu tiên anh ta nhận được đề nghị nhà môi giới chuyển tiền vào tài khoản của khách hàng. Trong hàng ngàn tin nhắn chuyển đến mỗi ngày, đều là nhà môi giới yêu cầu khách hàng nộp thêm tiền ký quỹ. Anh ta chưa từng gặp trường hợp nào như tôi, vì thế anh ta phải báo cáo với cấp trên. Một nhà đầu cơ rút tiền khỏi tài khoản của nhà môi giới chỉ khi anh ta không tham gia thị trường hoặc khi tài khoản có số dư lớn. Thường thì họ sẽ không rút ra. Một là vì họ đang đi ngược lại thị trường và phải đặt hết tiền của mình vào tài khoản để đảm bảo tỷ lệ ký quỹ. Hai là vì sau một lệnh mua bán thành công, họ lại nghĩ rằng lần sau sẽ mua bán gấp đôi. Đối với tôi, sau một lệnh mua bán thành công tôi có thói quen rút tiền mặt ra nó mang giá trị tâm lý tôi sẽ cảm thấy được rằng mình thật sự kiếm được tiền đếm tiền và cảm nhận nó hiện diện một cách rõ ràng tiền trong tài khoản ký quỹ của nhà môi giới hoặc trong tài khoản ngân hàng không giống như tiền bạn đang cầm trong tay bạn sẽ ý thức rằng mình thật sự sở hữu chúng vì thế hãy rút tiền mặt ra trước khi bạn thực hiện một cuộc mua bán tiếp theo đầu cơ cũng là một nghề kinh doanh vì thế bạn nên giám sát chặt chẽ đừng cho phép mình hưng phấn hoặc bị cám dỗ hãy nhớ rằng các nhà môi giới cũng đầu cơ họ kiếm được hoa hồng từ các lệnh mua bán khách hàng mua bán càng nhiều thì họ càng kiếm được nhiều hoa hồng vì thế họ luôn khuyến khích khách hàng đặt lệnh những nhà đầu cơ thường xem nhà môi giới như bạn của mình và tham gia giao dịch quá nhiều nếu nhà đầu cơ đủ thông minh để biết rằng lúc nào nên giao dịch thường xuyên thì họ sẽ có hành động đúng đắn. Nhưng do thói quen nên nhiều nhà đầu cơ không đủ thông minh để dừng. Họ đánh mất cân bằng tâm lý cần thiết để thành công. Họ chưa hề nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ phạm sai lầm. Nhưng khi ngày đó đến, tiền sẽ vỗ cánh bay đi. Đừng bao giờ vào thị trường trừ khi bạn biết mình có thể chiến thắng. Chương 5: Điểm xoay chiều. Tôi luôn kiên nhẫn ngồi chờ cho đến khi thị trường tiến đến điểm xoay trước khi tôi bắt đầu mua bán. Tôi luôn sử dụng tiền của mình một cách hiệu quả. Tại sao vậy? Bởi vì tôi bước vào cuộc chơi tại thời điểm tâm lý lúc bắt đầu của một xu hướng. Tôi không bao giờ mất thời gian cho những lý do tầm thường mà tôi hành động mau lẹ và bắt đầu cuộc hành trình của mình ngay khi tín hiệu chỉ báo tôi làm như thế tất cả những gì mà tôi cần làm sau đó là ngồi yên tĩnh và nhìn thị trường đi theo con đường của nó chính thị trường sẽ cho tôi điểm thích hợp để chốt lời lúc nào tôi cũng có đủ can đảm và kiên nhẫn để chờ đợi tín hiệu kinh nghiệm của tôi là tôi không bao giờ kiếm được nhiều tiền từ một xu hướng nếu tôi không vào lệnh gần với điểm bắt đầu xu hướng đó bởi vì tôi đã bỏ lỡ một phần lợi nhuận rất cần thiết vì nó cho tôi sự can đảm và kiên nhẫn để đi hết xu hướng vững vàng vượt qua các đợt điều chỉnh hoặc tăng giá nhỏ luôn luôn xuất hiện trong tiến trình của một xu hướng. Nếu bạn kiên nhẫn chờ đợi, thị trường sẽ cho bạn một điểm vào và một điểm ra. Thành Rome không được xây trong một ngày. Không có một xu hướng thật sự nào kết thúc trong một ngày hoặc một tuần. Nó cần thời gian để đi hết tiến trình hợp lý của mình. Điều đáng chú ý là trong 48 giờ đầu tiên khi một xu hướng xuất hiện là thời gian quan trọng nhất để vào thị trường. Ví dụ, một cổ phiếu đang ở trong xu hướng xuống trong khoảng một thời gian và tiến đến điểm thấp ở mức 40. Vài ngày sau, nó tăng trở lại mức 45, rồi giảm trở lại và giao động ở mức thấp hơn trong vài điểm trong một tuần lễ. Sau đó, nó bắt đầu tăng nhanh đến mức 49,5. Thị trường trở nên ế ẩm và trì trệ trong vài ngày. Rồi sau đó nó sôi động trở lại và rớt xuống 3 đến 4 điểm. Giá tiếp tục giảm cho đến gần điểm xoay chiều 40. Đó là lúc cần quan sát thị trường một cách cẩn thận bởi vì cổ phiếu sẽ sớm trở lại xu hướng xuống. Nó có thể được bán với mức giá thấp hơn 40 khoảng 3 điểm trở lên trước khi có một đợt tăng giá khác. Nếu nó không đâm thủng được mức 40 thì nên quyết định mua ngay vì nó tăng được 3 điểm so với mức giá thấp trong đợt điều chỉnh đó. Nếu mức 40 bị chọc thủng nhưng giá không rơi quá 3 điểm thì cũng nên mua vào ngay sau đó khi giá tăng trở lại mức 43. Nếu một trong hai trường hợp xảy ra, bạn sẽ thấy rằng nó đánh dấu một xu hướng mới và nếu xu hướng được xác nhận rõ ràng thì nó tiếp tục tiến lên và đặt mức giá cao hơn mức địch 49,5 từ 3 điểm trở lên. Tôi không dùng từ thị trường bỏ tót hay thị trường gấu, bull market hay bear market để nói về một xu hướng của thị trường. Bởi vì tôi nghĩ rằng rất nhiều người khi nghe đến thị trường bull market hay bear market thì họ sẽ cảm giác rằng tiến trình đó sẽ diễn ra trong một thời gian rất dài. Một xu hướng lớn sẽ xuất hiện thường xuyên chỉ một lần trong 4 hoặc 5 năm, nhưng trong khoảng thời gian đó sẽ có nhiều xu hướng nhỏ diễn ra trong thời gian tương đối ngắn tôi thường dùng từ upward trend và downward trend vì nó thể hiện đầy đủ những gì đang diễn ra trong một khoảng thời gian xác định. Ngoài ra, nếu bạn mua vì nghĩ rằng thị trường đang ở trong xu thế lên, rồi vài tuần sau đó xu hướng lên chấm dứt và bạn thấy rằng thị trường bước vào giai đoạn rớt giá, bạn sẽ dễ chấp nhận sự thay đổi của xu hướng hơn là khi bạn có trong đầu quan điểm rằng thị trường đang ở trong giai đoạn bull hoặc bia. Phương pháp kết hợp giữa giá và yếu tố thời gian là kết quả của hơn 30 năm nghiên cứu. Nó chỉ cho tôi thấy xu hướng lớn sắp xảy ra trong tương lai. Sau lần đầu tiên thu thập dữ liệu giá, tôi thấy chúng chẳng mang lại nhiều lợi ích. Vài tuần sau đó, một ý nghĩ mới xuất hiện thúc đẩy tôi tiếp tục cố gắng, nhưng chúng vẫn không cho tôi được thông tin đáng giá. Những câu hỏi mới xuất hiện và tôi lại tiếp tục thu thập các dữ liệu giá sau khi thực hiện nhiều đợt thu thập dữ liệu, tôi bắt đầu có những ý tưởng mới và tôi dần dần hoàn thiện biểu mẫu thu thập giá. Nhưng khi tôi gắn yếu tố thời gian vào sự di chuyển giá, thì các dữ liệu của tôi bắt đầu nói cho tôi xu hướng của thị trường. Bằng việc thu thập dữ liệu giá, tôi sẽ tìm ra điểm xoay chiều. Theo kinh nghiệm của tôi, các điểm xoay chiều có số chẵn như 100, 200, 300 thường là mốc tâm lý nếu vượt qua mức tâm lý đó thì giá sẽ đi lên nhanh chóng. Nhưng nếu sau khi vượt qua điểm xoay chiều mà cổ phiếu không có biểu hiện tăng tốt thì tín hiệu nguy hiểm cần phải chú ý. Trong chương cuối, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xác định điểm xoay chiều kết hợp với phương pháp thị trường. Chương 6. Sai lầm triệu đô. Đây là mục đích mà tôi muốn đề cập trong những vấn đề kinh doanh nói chung. Sau này sẽ có cơ hội cụ thể, tôi sẽ giải thích thêm về cách kết hợp thời gian và giá. Khi xem xét các quy tắc kinh doanh nói chung, nó nên được nhìn nhận rằng quá nhiều các lệnh mua hoặc bán vội vã, mua toàn bộ chỉ gần như ở một mức giá, đó là sai lầm và nguy hiểm. Giờ sử rằng bạn muốn mua 500 cổ phần của một chứng khoán, bắt đầu bằng cách mua 100 cổ phần. Sau đó, nếu nó tăng thêm, mua 100 cổ phần khác và như vậy nếu giao dịch thành công bạn đã mua phải ở mức giá cao hơn so với những lần trước. Với cùng một chiến thuật nên được áp dụng trong bán khống. Không bao giờ làm thêm trừ khi đó được bán tại một mức thấp hơn. Với cách luyện tập như vậy, bạn sẽ ném bắt được một cách đầu tư thông minh. Lý do cho cách này là nó sẽ cho bạn nhìn về lợi nhuận trong đầu tư. Vì thực tế, chính bạn là người giảm thiểu rủi ro trong giao dịch của bạn. Theo tôi, lần giao dịch đầu tiên của bạn sẽ tác động lên liên quan tình hình ở một cổ phiếu. Tiếp đó, quan trọng để xác định giá ở những gì bạn nên cho phép mình để biết nên giao dự hay rút nuôi ở các mức giá tiếp theo của thị trường. Sự học tập của bạn là đặt giá và ghi chép hồ sơ về thương vụ. Khi bạn đã chọn chứng khoán đạt điểm, bạn đã có quyết định trước đó phải đạt được nếu di chuyển đó là thời gian để thực hiện cho một quyết định giao dịch đầu tiên. Sau khi đã thực hiện cam kết rằng quyết định số tiền sẵn sàng chấp nhận rủi ro của bạn nếu như bạn tính đoán sai, sẽ cắt lỗ tại mức giá nào? Hãy luôn chủ tâm và kiên định, chờ đợi thị trường đến điểm giá quan trọng mà bạn đã hoạch định. Đừng mất kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian là rất cần thiết, thật sự là rất cần kiên nhẫn. Hãy để tôi cho bạn biết làm thế nào một lần tôi bị mất một triệu đô la lợi nhuận do không kiên nhẫn. Tôi hầu như còn chút buồn, bối rối khi tôi nói lại điều này. Nhiều năm trước, tôi trở nên rất thành công khi thị trường tăng điểm liên tục. Tôi nhận định rằng ngành sợi sẽ được cho là kỳ vọng tăng trưởng tốt. Nhưng mọi việc thường xuyên xảy ra trên thị trường tự nó không bao giờ sẵn sàng để bắt đầu như bạn dự đoán. Ban đầu, tôi mua vào 20.000 cổ phiếu. Cổ phiếu này tăng 10 năm giá. Sau khi 100 cổ phiếu cuối cùng của tôi được mua, thị trường xuất hiện tín hiệu khựng lại trong 24 giờ ngay tại mức giá mà ở đó nó được bán khi tôi bắt đầu mua. Giá gần như đứng im một số ngày. Cuối cùng, tôi phải tự nhủ rằng tôi phải bán. Cho rằng đó là tín hiệu nguy hiểm bán ra cổ phiếu hụt mất khoảng 30.000 đô. Sau đó giá lại tăng lên khi các quỹ đồng loạt mua vào. 100 cổ phiếu mới mua của tôi gần như được bán ở giá thấp nhất. Một vài ngày sau, thị trường như lại chống lại tôi khi cổ phiếu tiếp tục tăng trần. Không thể bỏ nó ra khỏi tâm trí và nó cũng không để cho tôi sửa đổi cái sai lầm ban đầu. Tôi lại mua vào 20.000 cổ phiếu và câu chuyện lại lặp lại một lần nữa, nó lại giảm. Cứ lặp đi lặp lại thị trường từ nhận định ban đầu là cổ phiếu kỳ vọng, tôi mua và bán nhưng không có lời. Khi tôi bán thì các nhà đầu tư khác cho rằng giá thấp và mua lại. Và ngược lại, hoạt động lặp đi lặp lại trong 5 đến 6 tuần, lợi nhuận mất gần 20 đến 30.000 đô. Tôi không còn tin vào bản thân vì vậy tôi không muốn bị cám dỗ về ngành sợi nữa và khi nhìn vào thị trường dù bất kỳ chi tiết nào nó cũng đã có cái nhìn quá buồn một tâm trạng không rõ ràng buộc tôi phải xem xét lại cách nghĩ ban đầu có phải cổ phiếu ngành sợi là cổ phiếu kỳ vọng không và những gì đã xảy ra hai ngày sau khi tôi không còn một cổ phiếu nào xóa bỏ sự quan tâm đến ngành sợi thị trường bắt đầu lên và nó không bao giờ ngừng lại cho đến khi nó đã tăng được 500 giá. Và đó là mức tăng lên đáng kể nhất, nhưng nó cũng bị phản ứng chững lại sau khi tăng lên khoảng 40 giá. Có như vậy, tôi đã mất một trong những khoản lời hấp dẫn nhất trong đầu tư vì không kiên nhẫn chờ đợi. Chương 7: Kiếm lời 3 triệu đô. Ở chương trước tôi đã kể cho bạn nghe tôi bị mất 1 triệu đô thế nào bởi sự không kiên nhẫn của mình. Còn bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe tôi đã thi gan cùng với thời gian như thế nào và trái ngọt tôi thu hoạch được là gì. Mùa hè năm 1924 khi giá lúa mì đặt điểm pivot, điểm mua vào tôi tự đặt thuật ngữ này. Tôi bắt đầu mua với lệnh đầu tiên là 5 triệu dạ lúa mì. Dạ là đơn vị đo lường, tương đương 50.000 cổ phiếu. Vào thời điểm ấy, thị trường lúa mì rất lớn nên với một lệnh như vậy không làm ảnh hưởng tới giá của thị trường. Ngay sau khi tôi mua, thị trường lúa mì giao dịch rất ảm đạm nhưng giá thị trường cũng không giảm đến mức mua vào của tôi. Sau đó vài ngày, nó tăng lên vài sen rồi lại trở lên ảm đạm, rồi lại tăng chút ít. Khi giá chạm đến mức mua vào tiếp theo, tôi lại đặt tiếp 5 triệu dạ lúa mì với mức giá trung bình cao hơn mức giá trước đó năm sen. Rõ ràng thị trường đang khẳng định xu hướng tăng. Vì thế, bởi vì để mua được lô 50.000 cổ phiếu thứ hai, tôi phải trả nhiều hơn 50.000 cổ phiếu đầu tiên. Ngày hôm sau, giá lô mì tăng thêm 3 sen. Mọi thứ diễn ra dường như đúng với phân tích của tôi. Giá đang tăng lên theo đúng một sóng tăng. Tôi tính toán rằng Giá sẽ còn tăng trong vài tháng tới Tôi đã kiếm lời 25 cent Trên một dạng Và tôi quyết định bán ra thu lời Sau đó Giá lúa mì tăng tiếp 20 cent Chỉ trong vài ngày Ngay sau đó tôi nhận ra Tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng Tại sao tôi lại sợ mất đi thứ Mà tôi chưa từng có Đến nỗi phải nhanh chóng thực hiện hóa lợi nhuận Khi mà tôi có thể kiên nhẫn Và dũng cảm chơi đến cùng Vì vậy tôi quyết định vào lại thị trường và mua lại với giá trung bình cao hơn 25 cent so với giá tôi đã bán. Lúc đầu tôi chỉ dự định mua vào với một nửa số tiền với lô đầu tiên. Nhưng rồi tôi quyết định dốc toàn bộ vào mua và chỉ bán khi giá lô mì có dấu hiệu đi xuống. Ngày 20 tháng 1 năm 1925, giá lô mì đang ở mức cao 2.05 đô la trên một dạng. Ngày 11 tháng 2 nó giảm xuống 1,77 đô la. Cùng thời điểm này, ngoài lúa mì thì còn có lúa mạch đen, cũng là một mặt hàng có tính đầu cơ cao. Tuy nhiên, thanh khoản của lúa mạch rất ít nên chỉ cần một lệnh mua nhỏ cũng có thể làm giá lúa mạch đen tăng lên đáng kể. Và khi giá lúa mạch đen tăng lên thì tiếp theo giá lúa cũng sẽ tăng. Và ngược lại, khi giá lúa mì giảm thì giá lúa mạch đen cũng giảm tương tự Nhưng sau đó khi giá lúa mì tăng lên trở lại mức giá cũ Thì giá lúa mạch đen lại không có sức tăng trở lại Quan sát và phân tích kỹ lưỡng tôi nhận ra rằng Nhà đầu tư không còn quan tâm đến cổ phiếu lúa mạch đen nữa Mà chỉ quan tâm tới lúa mì Tôi quyết định áp dụng ngay những nhận định của mình để kiểm chứng Đầu tiên tôi bán khống 200.000 giá lúa mạch đen Ở mức giá 1,69 đô giá giảm đi 3 sen rồi tăng lên 1,68 đô. Lực mua không nhiều. Thế là tôi bán tiếp 200.000 dạ nữa và giá giảm thêm 3 sen, chỉ lên lại được 1 sen. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, phán đoán của tôi đã đúng trong trường hợp lúa mạch đen. Thế là tôi bán tiếp 200.000 dạ. Giá lúa mạch đen giảm mạnh và chính thức đi vào sóng giảm. Kế tiếp, tôi đặt một lệnh bán khống 5 triệu dạ lúa mì ở mức giá 2,01 đô la và ngày hôm đó giá đóng cửa ở mức 1,97 đô la còn giá lúa mạch đen ở mức 1,65 đô la Tôi cảm thấy rất tự tin và chắc chắn và quyết định của mình Và ngày sau tôi mua cover lại số lúa mạch đen đã bán khống và kiếm lợi nhuận 250.000 đô la Đồng thời tôi cũng tiếp tục bán lúa mì tổng cộng 15 triệu dạ Đến ngày 16 tháng 3 giá lúa mì chỉ còn lại 1,61 đô la Ngày hôm sau Trước khi thị trường mở cửa, tôi đã đặt một lệnh mua cover giá 1.61 đô la, thấp hơn giá đóng cửa tối hôm trước 3 cent. Đây là một những sai lầm đi ngược lại với những kinh nghiệm của tôi từ trước đến giờ. Giá mở cửa sau đó cũng dao động quanh mức 1,54 và 1,61 và tôi đã mua cover đại đủ 15 triệu dạng. Tuy nhiên, tôi đã mất đi khoảng chênh lệch khoảng 350.000 đô la chỉ vì một phút bồng bột ban đầu khi đặt mua tại mức giá 1,61 đô la chỉ vì thay vì chỉ phải mua ở mức 1,54 đô la. Cuối cùng, phi vụ này cũng mang lại cho tôi 3 triệu đô tiền lợi nhuận. Chương 8. Chìa khóa thành công của Livermore. Tôi đã đầu cơ rất nhiều năm trên thị trường chứng khoán trước khi nhận ra rằng chẳng có gì mới xảy ra cả những chuyển động của giá đơn giản chỉ là sự lặp lại dù có rất nhiều loại chứng khoán đa dạng những mô hình cơ bản thì lại giống nhau như tôi đã nói việc ghi chép lại những số liệu giúp ta nhận ra xu hướng giá rồi tới bắt đầu cố gắng để tìm ra điểm bắt đầu từ những dự đoán diễn biến thị trường trong tương lai đó quả là một nhiệm vụ không hề dễ dàng bây giờ tôi có thể nhìn lại những nỗ lực ban đầu và hiểu tại sao chúng lại không thật sự hiệu quả Tôi đã cố gắng để đưa ra những quy tắc để ra vào thị trường, cố gắng tất cả những sóng nhỏ. Đây chính là một sai lầm mà tôi đã kịp thời nhận ra. Tôi tiếp tục ghi chép các số liệu, và sự kiên nhẫn của tôi đã giúp tôi tìm ra chìa khóa. Rằng nếu tôi chỉ nhìn vào những con số, thì chắc chắn tôi chẳng thu được gì. Nhưng ngược lại, bằng con mắt và độ óc của mình, tôi sẽ tìm thấy những mẫu biến động giá, và chính những mẫu này sẽ cho tôi biết tương lai giá sẽ biến động như thế nào. Vì vậy, tôi quyết định bỏ qua những biến động lên xuống nhỏ và chỉ nhìn vào xu hướng. Và rõ ràng thị trường có những xu hướng rất rõ ràng, mặc dù nó có không ít những biến động nhỏ và chính những biến động nhỏ ấy làm chúng ta nhầm lẫn. Và tiếp tục, tôi sẽ tìm ra nguyên nhân của việc bắt đầu cơn sóng tăng hoặc giảm. Tôi phải kiểm tra lại khoảng cách giữa những biến động giá đó. Đầu tiên Tôi xác định một điểm giá chưa đủ tìm điểm thứ hai và tiếp tục cho đến khi tôi tìm thấy điểm mà điểm đó giúp tôi khẳng định đó chính là một xu hướng tăng hoặc giảm. Đơn giản thế này, tôi vẽ ra một tờ giấy mà tôi gọi là bản đồ dự đoán xu hướng. Mỗi cổ phiếu tôi dùng một trang gồm 6 cột với các tiêu đề thứ tự: điểm tăng thứ cấp, điểm tăng tự nhiên, xu thế tăng xu thế giảm, điểm giảm tự nhiên, điểm giảm thứ cấp. Khi giá thuộc ở xu thế tăng cột 3, tôi ghi mực đen. Ở cột 4, 5, tôi ghi mực đỏ. Bằng việc ghi lại giá cả theo cả hai xu hướng tăng và giảm, tôi thật sự nắm bắt được xu hướng của giá. Việc dùng phân biệt hai màu đỏ và đen giúp tôi nhận thấy được chính xác đường xu hướng giá. Tôi thấy việc đánh giá một cổ phiếu đơn lẻ sẽ không thể phản ánh xu hướng của nhóm cổ phiếu thuộc ngành. Vì vậy, bằng cách kết hợp giá và sự vận động của hai cổ phiếu, tôi tìm ra điểm mấu chốt key price. Đôi khi, sự thay đổi biến động của một cổ phiếu cũng đủ lớn để giúp tôi xác định xu hướng, nhưng nếu chỉ dựa vào một cổ phiếu thì rất rủi ro và dẫn đến sai lầm. Hai cổ phiếu sẽ tạo ra tín hiệu chắc chắn hơn bạn cần phải rèn luyện kỷ luật khi tuân theo những con số đó đừng chờ đợi ai giải thích hoặc khẳng định thêm chắc chắn như vậy cơ hội sẽ qua tôi có một kinh nghiệm thế này khi chiến tranh tại châu âu xảy ra hàng loạt cổ phiếu trên toàn thị trường chứng khoán giảm mạnh sau đó các cổ phiếu của bốn nhóm ngành quan trọng bắt đầu phục hồi ngoại trừ cổ phiếu ngành thép chắc hẳn phải có một lý do gì chính đáng để giải thích cho việc này tại thời điểm đó Tôi lại không biết điều đấy. Tôi cứ nghĩ rằng không ai có thể giải thích được điều này. Tuy vậy, bất kỳ ai nếu tại thời điểm đó, nếu có ghi chép lại giá cả, sẽ nhận ra cổ phiếu ngành thép cuối cùng cũng chấm dứt xu thế giảm. Thế nhưng, phải đến 4 tháng sau, mọi người mới biết được lý do giảm của cổ phiếu ngành thép. Đó là chính phủ Anh đã bán ra 100.000 cổ phiếu ngành thép nước Mỹ, còn Canada cũng bán ra 20.000 cổ phiếu. Rõ ràng, nếu bạn chờ cho đến khi biết được lý do vì sao cổ phiếu ngành thép giảm, thì lúc này cổ phiếu ngành thép đã tăng trở lại và bạn đã bỏ lỡ cơ hội. Và chính vì vậy, điều duy nhất nhà đầu cơ cần làm là hành động theo những gì thị trường đang hành động. Và mục tiêu của chúng ta là nắm bắt được xu hướng của những con sóng lớn, ra vào đúng xu hướng mới là điều quan trọng. Trên đây, VN Uptrend đã gửi tới nhà đầu tư cuốn sách Giao dịch chứng khoán như thế nào How to Trade in Stock của nhà đầu tư huyền thoại Livermore. Mặc dù thời gian đã trôi đi rất xa, nhưng tôi vẫn thấy nhiều giá trị từ cuốn sách này. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thu được những lợi ích như vậy. Hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại những bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho VNF Trend. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.